Cuối năm nay nước mình có thay đổi lớn, cờ vàng bay thập đỏ sẽ cấm trở lại dinh độc lập. Nếu bác là HO, bác đứng bác chụp mô hình để mà lưu niệm nghìn năm. Cho nên cái chuyến đi Nam Cali bữa hổm là con cũng có lệnh, con đi đâu đều có lệnh nha, để mà gom hết những người lớn tuổi HO còn có sức. Tại những người HO là những người chánh thống, có số quân và ra trường từ sĩ quan Đà Lạt, được Mỹ nó bấm ba cái là có số quân hết, thì là người thiệt mới có thẩm quyền, mới có đủ tư cách để mà quay về nước Việt, để mà lấy lòng của khối tự do ngày xưa mà khối đồng minh đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa thời ông Thiệu. Thì hôm nay mình còn không có thành đầu ngón tay nữa, ông nào cũng phải 80 mấy 90 tuổi thì cái đó mới quan trọng. Nếu mà bác ngày xưa đi lính không cần biết bác thiếu quý hay là bác thiếu tướng, bác ông Kỳ mà thề với bác Thiệu mà thời nay còn sống là ngon cơm luôn á. Nhưng mà khổ mấy bác đó là đi sớm quá, đang chơi quá, ông Kỳ đang chơi quá không, đi sớm gì đâu Phật. Thời nay á, là chim hiền quay về tổ, Thượng Đế đã đặt mình ra hải ngoại là để quay về, chứ không phải là đặt mình ra hải ngoại rồi để đẻ con, đẻ cái lớn lên đây. Nó lớn lên là những đứa con của mình ở đây, nó học ra chuyện ở đây á, là nó sẽ được hưởng được những cái gọi là cái nghiệp tốt đó. Hồi xưa mình chịu khổ, mình học tập ở Nam Hà, đầm bùn, những cái trại tù ngoài Bắc, thì là mình đóng một cái màn phim khổ, thì mình hy sinh cho con mình. Hôm nay mình được ra hải ngoại thì con mình sau này nó sẽ về dự Hội Long Hoa, nó sẽ nắm lại chính quyền Việt Nam song song với con của các lãnh đạo bển. Nghĩa là sau này mình không còn là cộng sản quốc gia nữa, cái việc nó chỉ là một nước, cũng không có Bắc Trung Nam, cũng không có nói là tôi đây là lưu lót nắm cái chức trưởng, còn anh miền Nam á, anh cọc lóc anh nắm chức phó, không phải. Dân miền Nam á là dân chịu chơi á, tự gì á, giống như kiểu mà công tử Bạch Liêu với hát công tử Bạch công tử, cho nên không nói thôi, đục tới luôn á. Thì có một lần ở chỗ mà nhà con á, có bản đồ Việt Nam, cái con vẽ cái bản đồ Hà Nội, cái ngôi sao bự có một dòng, hai dòng là thủ đô, còn Sài Gòn bây giờ thành phố Hồ Chí Minh chỉ là thành phố, không phải thủ đô. Xong lúc đó đó, đức thầy mới là sư phụ con á, con phải vẽ cái Sài Gòn hai dòng cho ta, thủ đô Sài Gòn. Nghĩa là sau này miền Nam là cái miền phóng khoáng, dân miền Nam biết làm ăn. Chỉ thời nay nó không có còn là súng đạn là vô dụng. Ai là nước nào làm tiền giỏi như Đài Loan, nó có cái hãng làm chip á, vi mạch á, nó dạo. Thế miền Nam chỉ có làm ăn để đưa nước Việt phát triển. Thủ đô của nước Việt sau này sẽ là Sài Gòn. Thì nãy câu bác nói bác muốn nói về thời sự, con nói chút xíu, còn nói hoài nó cũng là thời sự luôn, còn nói đạo con nói hoài cũng đạo, nên bác hỏi câu nào con trả lời đó. Thì nếu mà bác là bác cứ vui đi, coi là con nói trúng hay không. À, nếu bác mới biết con thì cũng về nghiên cứu lại những cái clip con nói 3-4 năm về trước, cho tới thời nay nó không có cũ. Nó chỉ cũ những người đã hiểu con từ lâu, nhưng nó sẽ mới những người mới biết con. Tại lời của con nói bất di bất dịch, nó giống vậy đó. Thiên cơ 80%, 20% lại thì là do cái nghiệp quả của chúng sanh thế gian thay đổi. Cho nên những cái clip mà 3 năm về trước, cái mặt của con là thời xưa lát có mà không có tóc bạc, mà trường lên trên mạng nói được cũng còn á, những lời con tiên đoán tới ngày hôm nay là đúng hết. Thì clip cũ sẽ là clip mới với những người mới biết còn kịp còn hơn là không biết. Đi cười nó chi vậy đây. Ai hiểu đây cầm cẩm này để làm chi không giờ này? Hả? Nhưng mà Mã Tấu với con chiên với Phật tử giỏi với thân giúp thân sao đâu có hiểu mấy cái này là gì hết. Có thể cái chuyện đó bẩm sanh từ nhỏ cho tới ngày nay có 7 dòng hầu bàn. Lúc sanh ra giữa ba miền đất nước thối lửa năm 1985. Thời đó miền Nam ở trên bầu trời á, cán gáo với làm già, bỏ bom, thì ở vùng U Minh Thượng thứ 5 của An Viên Rạch Giá. Thì lúc đó máy bay Mỹ nó bỏ bom cái ngôi nhà của ba má Kiệt ở, ba má sắp phạt trái, rồi phải chạy giặt đi ra ngoài chợ, ngoài chợ là phải đi từ thứ 5 rồi đến thứ 2, thứ 3 lên Sổ Rô rồi lên Sỏi, đến Tàu Đài Sỏi rồi đó. Thì phải chạy bằng đi bộ không à. Thì lúc đó má Kiệt mang bụng 9 tháng. Khi đến cái đầu do coi chinh phục đó, cái trường An Hòa thời nay thì ai ở dưới chạy giặt lên thì đông lắm, nhà thì bị cháy hết. Thì Kiệt sinh ra giữa trời, không có mái che. Nói tới đây cảm xúc không dám nói nữa. Nó không có sữa thì không có thuốc này. Ngược lại ở miền Trung thì thời đó cũng nhiều chiến tranh bom đạn. Miền Bắc thì B-52 của Mỹ dội bom ngày đêm, cả một nước Việt sắp đảo điên trong trận chiến. Hôm nay sáng thức dậy chui ra khỏi cái cảng xơi không biết mình sống này chết như thế nào. Thời đó thì việc sanh ra như vậy. Tại sao Thượng Đế lại cho con của Ngài sanh ra ngay cái lúc khổ như vậy? Nếu mà Kiệt sanh ra ngay con của bác Lê Dưỡng đi, hay là bác Phạm Nhân Đồng để chắc sướng nữa không? Giờ đem qua Mỹ biết nhiêu tiền xây nhà rồi đây trả. Tại sao sanh con ra một người nhà quê làm nông nghèo khổ mà bom đạn rơi đầy đầu vậy đó? Đó là nguyện lực. Ngài mà ở trên trời thì nguyện xuống thế gian này, thứ nhất thế gian còn sự bất công thì không thành Phật. Thì sẽ ở đây với quý vị để làm cho cái sự bất công của trái đất này không còn nữa. Cái lời nguyện này một lời thôi, nó không phải là 10 lời nguyện của Phật, 12 lời nguyện Phật A Di Đà hay là Ngài Địa Tạng. Khi địa ngục không còn người xấu thì Ngài đã thành Phật. Cái mọi người dễ cha đóng cửa địa ngục rồi, Phật Địa Tạng thành Phật. Cái đất này nó nặng hơn á, con người làm sao mà không bất công? Tại sao Kiệt dám có lời nguyện đó mà hôm nay ngồi đây? Vì Kiệt biết được sẽ có một ngày cái đất này sẽ không còn bất công. Nếu cuốn sách các máy đốt đi, nếu Linh Lăng Ba Đình ở Hà Nội mình để đóng luôn, mình đốt luôn để mình tiễn hết hồi về trời, thì nước Việt đó bằng sự bất công, đúng không? Quý vị ngồi đây có đồng ý không? Vỗ tay. Bác ơi, ở trong này không có mặt trời, bác cởi mất kiến đen ra giùm con bác. Bác đây bác kìa. Bác, ở trong này có mặt trời, bác cởi mất kiến đen ra giùm con. Nhớ ông rồi. Ông này biết rồi, nhớ rồi. Cứ đeo đi, đeo vô, biết rồi. Hả? Ra rồi. Nước Việt mà muốn phát triển, muốn cho 65% thế hệ trẻ của Việt Nam và 6 triệu hải ngoại chim hiền đoàn kết để xây dựng đất nước thành một cường quốc, chỉ có duy nhất hy sinh một cái bộ xương khô, chuyện đơn giản dễ làm. Huống hồ chi lâu cái tỉnh này, tôi bỏ ra 30 tỷ để làm tượng Bác ở đây nha, 40 tỷ làm tượng Bác đó. Lại một cái ông ở dưới địa ngục 66 tầng mà cứ đi lại miết. Cái vô lý quá không? Quá vô lý. Rồi cách đây gần như là lâu rồi, 7-8 năm trước, Kiệt đã xin các chi vị, tại vì đứng ngay chỗ ở khách sạn Caravan đó, đặt dặm trên ba là ba cái đó. Trong 513 câu quyết hình như số 1 á, ai nghe đó, là lúc đó các chư vị đã hứa khoảng 7 năm sẽ đem cái tượng này đi xuống cho ngài. Tại lúc đó thấy trước mắt quá đi. Tại Việt Nam chơi mà đi vòng vòng ngay khu bùng binh Nguyễn Huệ đó, thì cái tượng bự Trình Ảnh đó, ai cũng ngồi lại một là giống như lại Phật vậy đó. Khi mà mình lại hay là mình một thần tượng, một vị thầy hay một cái tượng gọi là của thiên ma đó, con người mình đó, tự nhiên mình quy ma mình không biết đó. Cái gì có biết không? Cho nên cẩn thận á, không phải mình muốn lại ai thì mình tôn sùng ai, mình tôn sùng đâu. Bây giờ cả nước Việt có ngày cứ lại tượng Bác Hồ không? Cho nên cái đứa mà giàu nhất, mà thông minh nhất, học xong đại học Việt Nam mà được cái chiếu kháng đi qua Mỹ cái là mừng húm, đúng không? Là về nhà đãi tiệc lớn ăn mừng. Qua Mỹ mình làm gì, qua Houston làm gì, qua Bắc Cali, Nam Cali, Virginia làm gì? Mày có giỏi nhất, mày đem tiền của ba mẹ hối lộ qua đây mở nhà tiệm nail là dữ rồi. Có bao nhiêu đứa chịu tiếp tục đi học? Học sao học nổi? Trong khi ngoài giờ một cái tiệm nail một tháng thu nhập 40-50 nghìn, bắt trọng mình, bắt Phúc, bắt Chính mình ở bển lãnh lương nhiêu, thua mấy cái này gấp chục lần nữa. Nó hỏi suy nghĩ, tao có điên đó mà tao đi học, tao ra mở tiệm nail tao làm lương hơn mấy ổng, thì xong tao về tao là cháu con mấy ổng đưa tao lên, tao có chút vốn nữa, chơi tính kiểu đó. Cái gì có nghĩ vậy không? Cho nên mình không phải nói hết ngay đây, du học sinh không phải qua đây là làm nail hết. Nó làm hơn một số lượng lớn. Đừng nói chi qua Nam Hàn hay qua Nhật, cũng có làm nghề phục vụ thôi. Tại Nhật nó kỳ thị lắm á, nó không có cho mấy đứa du học sinh ở bên Nhật mà phát triển đâu. Ở bển cũng cỡ mấy trăm nghìn đứa mà chỉ làm nghề phục vụ thôi, đi làm mấy cái nghề như là dọn mấy chất hóa học, chạy taxi, làm thế này thế nọ, phục vụ nhà hàng rồi. Chứ đâu có nghề ngỗng gì để mang về nước Việt để mà dạy lại cho người khác đâu, lưu truyền gì đâu. Mình đang ở Mỹ, mình nói chuyện đó, ở Mỹ Houston này đi, là thực tế luôn á, Mỹ là thiên đàng rồi đúng không? Đó là nam. Còn nữ ở dưới quê lục tỉnh miền Tây biết bao nhiêu gia đình mà hên hơn đó, trong cái làng ví dụ như có 10 gia đình được 2-3 gia đình, mỗi gia đình có 5-6 đứa con. Hên 5 gia đình nó có đứa con gái có nhan sắc tướng còn ok rồi, phải không? Ngon cứ đi lên Sài Gòn để mà thi, rồi cái mấy thằng Tàu Đài Loan, Tàu Trung Cộng đó, nó ngồi nó bắt, không mặc gì hết, nó ngó coi đứa nào coi được nó chấm, nó chỉ cái là đứa đó làm cô dâu xứ Đài hay làm cô dâu xứ Thượng Hải để dùm. Thấy có buồn cho cái nước mình không? Quá buồn luôn á. bác hỏi con cầu, còn nó thì giờ bác hỏi câu kế tiếp đi bác. Cái bác áo trắng đó kìa, ở dưới này hỏi. Trong cái gì? Cái cây thiên tâm á. Mà ngay cái chợ sáng quy mẹ. Ok, để... Cái chợ sáng quy mẹ mà có một chị sao? Bị mất hả? Bị mất, dạ. Coi lại... Con. Ủa... Em bữa rồi bác cái gì hỏi tiếp một bạn. Cơ vận 80% đó là ngày xưa Đức Thầy nói, và Venga, Nostradamus, những nhà tiên tri lỗi lạc của thế giới là 80%. Cả những lời tiên tri của Đức Thầy cũng 80%. Của con, hôm nay con nói thì con cũng nói 80%. Nhưng mà những cái phần ông nói đúng gần 3 năm nay là 99 mấy %. Cái cơ vận cuối cùng mà nó xảy ra ngày và giờ không ai biết được. Cũng giống con nói tiền Việt Nam thành tiền ảo, tiền giấy. Thế giới sẽ đi vào thời bệnh tật Covid thì 7 triệu người chết thì 3 năm nay. Con cũng đâu có biết ngày giờ. Con chỉ biết là trên báo động là sẽ xảy ra như vậy. Còn cái câu bác hỏi chừng nào Trung Cộng sụp đổ, chừng nào Việt Nam thay đổi. Con nói Tết nay, nhưng mà con không nói 100%, con nói bắt đầu Tết nay sẽ có chuyện lớn. Là vì bây giờ nước Tàu 24 tỉnh nó đã nổi dậy. Nó nổi dậy một lần thì lần sau nó làm lớn hơn. Trong cơ vận Tập Cận Bình sẽ bị kẹt. Trong cơ vận Putin kẹt luôn. Chẳng qua là cái gì nó phải đi đồng bộ nha. Đồng bộ có nghĩa là thay đổi cái rằm là thay đổi một lượt, chứ không có thay đổi nước này hay thay đổi nước kia. Thì khi mà mình nghe cái đài này, đài của Thiên Đình, thì mình phải coi lại mấy cái đài của đời của Trần Nhật Phong lần đó, nó cập nhật mỗi ngày đó, phải coi lại nó. Coi đài Mỹ thì tin cập nhật. Còn con chỉ biết được hôm nay những cái lời về trên kêu con thông báo. Thứ nhất, HO1, cái HO cuối cùng là số mấy ta? 2 mấy hả? Cái diện HO á, HO1 đi năm 1990 phải không thầy đó? Ừ, năm 90 là được đi Mỹ á, là HO1. Tới HO4 mấy là tới năm nào chấm dứt à? Để mình nói đây cho người ta hiểu luôn á. Là coi gần đây đi, 84, 85 từ năm 95 chứ, trong vòng 5 năm phải không? Tức là HO1 là khởi xướng từ năm 90 tới năm 95, là từ số 1 tới HO4 mấy. Tất cả HO chuẩn bị sức khỏe để đi về nước Việt. Đó là lệnh trên ra lệnh đó. Khi con nói, hôm nay con nói Thứ hai, vượt biên. Vượt biên từ tà Trường Xuân, vượt 30 tháng 4 trên, ở trên tổng nóc của Tòa Đại sứ Mỹ trực thăng. Vượt biên bán chính thức 78 ở đóng 7 cây vàng á, mang họ Trung, họ Tàu á. Vượt biên như kiểu con đi chiếc thuyền 46 người nhỏ xíu, đủ kiểu vượt biên. Vượt biên đường bộ, chuẩn bị lên đường, không phải là chim bắt đầu o cánh nó lại để bay về đó, không? Đó là lệnh trên. Rồi sau này có sau khi vượt biên với 30 tháng 4 rồi tới WHO, thì những người đó bảo lãnh kế tiếp là gì? ODP, là anh em dòng họ, đúng không? Cũng chuẩn bị đi gì về. Rồi sau này du học sinh từ diện fiancé, kết hôn, diện vợ chồng, rồi đủ diện gì ta, du học, diện có tiền rồi nữa, làm ăn rồi nữa, cũng chuẩn bị đi về. Nếu mà theo lời của mấy vị nói con vừa mới lặp lại như vậy, thì bác đón khoảng bao lâu? Chẳng lẽ mấy vị kêu mình chuẩn bị 6 tháng hả? Hay chuẩn bị cả năm? Nó lâu quá, nó phải cái gì gần lắm, đúng không? Nó phải tính theo từng, đúng không? Bác này cười à. Bác này. Thế còn đâu có nói ồ, đúng ngày mùng 1 Tết 7 giờ sáng 6 triệu chim hiền ào về ăn lượt. Mấy gì đâu bây giờ nói vậy đâu. Mấy gì kêu mình chuẩn bị có nghĩa là nó phải là tính theo từng. Theo con biết vậy. Rồi cái con người chúng ta mình tu, mình không có cờ gục cờ gù như Phật tử nghe. Mình không có mặc áo chạng đây, mình mặc áo màu để đẹp hơn. Còn áo kia vô nhìn thấy khớp quá, trịnh trọng quá, bề ngoài không mà hình thức không à. Ông thầy á, thì ngồi đâu dám ngồi kiểu này. Ngồi kiểu này bị Phật tử ấy là ông cũng uncomfortable, ông không có thoải mái nữa. Về nhà ông nằm kiểu nào cũng được, nhưng mà ngồi đó ông phải ngồi. Rồi Phật tử cũng phải ngồi thẳng lưng cong mình, nói thoải mái, ngồi kiểu nào thì vui là được. Thì mình khác, con trời khác. Con trời được cha thương, cha sẽ cho mình vào. Mấy vị hộ mình vào để thử cái lòng mình, để coi con có dính thế gian không. Con bác thầy nói, con có 3 cái đồng hồ sang hả con? Con thọ Bồ Tát giới là giữ 32 giới Bồ Tát giới phải không? Cái thứ tư phải đưa đây. Mà mình tham mình không cho là bao nhiêu công đức mình tu tập mất hết, đúng không? Con có 3 chiếc xe phải không con? Thầy xin chiếc mà con không cho là con mất, con bị phạm giới đó nghe. Không có, bên nhà cho mình vào. Giống như kiểu Kiệt vậy đó. Nhưng mình không có tham với tiền. Nên việc nói thì không còn tham, không còn sân, không còn si. Có tiền mà không dính tiền, có cũng không có lấy làm mừng, mất cũng không có lấy làm buồn, cũng không bao giờ làm cái gì có lợi cho mình mà có hại cho người. Chuyện này mỗi một ngày sáng thức dậy, nếu còn sức khỏe ngồi nói chuyện với mọi người, thì còn công hiến được vật chất, tinh thần và cái sự hiểu biết của mình cho nhân loại. Ngoài ra Kiệt không có muốn dính cái nghiệp nào. Dầu cho một đứa đệ tử thương Kiệt, cho Kiệt một gói xôi, Kiệt cũng phải nhớ. Rồi bữa nào gặp nó lại cũng phải giúp cái gì trả lại, chứ phụ có thiếu nợ con. Thì tánh Kiệt vậy. Kiếp này là xong thành Phật. Trở lại câu chuyện hồi nãy, tại sao Kiệt dám thời thế gian, còn sự bất công Kiệt không thành Phật. Mà hôm nay Kiệt lại sợ bị tạo nghiệp, sợ mắc nợ. Mắc nợ ở gì nó hơi, mấy thầy nó mày này thời độc thì nó nghe ghen. Phật tử ai dám thời kiểu đó. Mình bước ra khỏi cái cửa này đi, mình vô tiệm kế bên á, là nó nói thách, nó nói gạt đủ chuyện rồi, làm sao không bất công. Không có. Tương lai con người á, đến một lúc á, cái trái đất này không còn trượt á, ai cũng là cái tâm thiện hết, ai cũng lúc đó cũng hiền hòa hết. Họ cũng gần giống như bên Nhật nha, đi vô chợ là không có cashier tính tiền, ăn vé bự thì thấy đâu mà thấy tiền bự, ăn vé nhỏ thấy tiền nhỏ. Đó, tương lai con người của mình sống gần như bên Nhật vậy. Bây giờ Nhật nó đã có được rồi, thì hôm nay lời thời của Kiệt là chứng minh Kiệt thành Phật kiếp này á, quý vị không phải đùa đâu. Kinh Địa Mẫu có nói mà, mẹ ban thọ hưởng hồng ân, mẹ ban chim thân cho Kiệt đi về trời mà. Kinh Địa Mẫu đâu, khúc đó đứa nào thuộc lòng đọc đi. Ai đọc Kinh Địa Mẫu có Kiệt trong đó. Bây giờ có cái câu hỏi kế tiếp với chú Kiệt đó. Hồi nãy là chú Kiệt nói rằng tất cả những người Việt từ ở Việt Nam mà qua Mỹ với ba cái dạng hình thức, tức là đi từ 75, đi từ HO, rồi đi từ Điện Biên, rồi lần lượt trở về Việt Nam. Thì cái câu hỏi cũng đặt ra ở Việt Nam đó, ví dụ về được giải phóng hết rồi thì đó là về mặt trời, còn về Việt Nam mà về mặt đạo thì như thế nào? Và câu hỏi kế tiếp, nếu như vậy là ở Việt Nam, ở Mỹ là như thế nào để mà tất cả những người đó phải rút về Việt Nam? Bây giờ bác đi du lịch kiểu nào thì cũng giống vậy thôi. Ở Việt Nam nó sẽ có một đống opportunity, giống như một cái công ty khổng lồ là nước Việt thành chữ S, với một cái chất xám 100 triệu ở bển, tuổi lao động rất là cao, nhưng mà thiếu sự trình độ của những đứa bên Mỹ này. Cũng giống một đứa người kỹ sư ở đây, họ có cái trình độ kỹ sư, của bển cũng kỹ sư nhưng mà không có hiểu làm sao để làm được cái microphone này. Thì hai bên tụi nó sẽ kết nối lại. Người Việt Nam, mấy kỹ sư Việt Nam hay là mấy đứa đại học Việt Nam cũng rất là giỏi, họ sẽ học rất là lẹ. Thì đó là dạng như vậy. Lãnh lương thì cũng tương đương như ở Mỹ. Còn những người lớn tuổi, mình cứ đi du lịch về, mình đem những cái gì mình biết được ở xứ ngoài mình dạy lại bên bản. Khi một người mà có lòng tin đặt tiền vô trong nước Việt thì lại kéo cho bạn bè của mình, những cái người mà có vốn có tin tưởng là nước Việt không có còn giống như kiểu mà hiện giờ á, là nó bắt mấy con heo đi làm thịt khi nào đủ cân đủ lứa, đúng không? Sau này không còn chuyện đó, sẽ không có còn cái chuyện mà Trịnh Vĩnh Bình nữa, không có còn cái chuyện như là Tăng Hoàng Minh hay là bà Mỹ Lan nữa. Thì là một nước Việt rất là tự do thoải mái, ai có tài người đó giàu. Đó là nước Việt sau này là vậy. Còn mình cứ giống như vậy thôi, cứ đi về đi về. Mình nghỉ ngơi 5 phút nha quý vị. Ăn uống gì đi restroom. Dòng dây của ai?